Sáng 5 tháng 4 năm 2020, Ban giám hiệu Trường Quân sự Quân đoàn 4 đóng tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương phối hợp với Trung tâm Y tế quận 9, thành phố Hồ Chí Minh đã trao giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly kiểm dịch y tế cho 461 người là công dân Việt Nam và nước ngoài đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc. Là các bệnh nhân trước khi về là cũng được là kiểm tra sức khỏe là xong, là tất cả đều ổn định hết thì là cho về. Thì là nhìn chung những người là cách ly ở đây là được tụi tôi đã chăm sóc về y tế là rất là hoàn chỉnh. Sáng là kiểm tra một lần, chiều kiểm tra một lần. Thì ngày hôm nay là sáng nay cũng kiểm tra lần cuối cùng trước khi là đưa người ta ra xe để về. Sau khi được trao giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly, quân đoàn 4 đã bố trí phương tiện gồm xe quân sự, xe khách chuyên dụng đưa người hoàn thành cách ly về các địa phương như Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Cảm xúc của em rất là vui mừng và hào hứng nhanh để gặp được gia đình. Và nhân đây em cũng xin gửi lời cảm ơn nhà chỉ huy đội 3 quân đoàn 4 tại Bình Dương rất là hỗ trợ tích cực cho bà con ở đây. Và tuy có sự thiếu thốn nhưng mà luôn luôn bà con yêu cầu cái gì là đều đáp ứng đầy đủ. Và rất là yêu các chú bộ đội. Trước đó, các khu nhà của cán bộ chiến sĩ thuộc trường quân sự quân đoàn 4 đóng trên địa bàn phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã được nhường chỗ cho hàng trăm kiều bào, du học sinh, người nước ngoài cách ly phòng dịch COVID-19. Nhà trường đã chuyển bộ đội vào các nơi ở chật hẹp và vào rừng, nhưng lại nơi ở tốt nhất để tiếp công dân. Chế độ ăn uống, sinh hoạt được nhà nước chu cấp hoàn toàn miễn phí.